Chào các bạn, các cháu. Rất hân hạnh được gặp các bạn, các cháu. Lúc trước, cách nay tuần tôi có làm một cái clip chia sẻ về làm cái xứ có bồ đề giống nhau các bạn, các cháu. Tôi cắt thân, cắt ngọn, cắt gốc. Tôi cắt ngọn rồi, cắt gốc rồi. Để dâm làm cho cái xứ nó có bộ đế giống nhau đồng lọt đó. Muốn làm mấy cũ làm sau này nó ra rễ mà mình sắp lại nó có bộ đế giống nhau có 90% các bạn thấy chưa. Này tôi đã cắt ngọn cắt gốc rồi, bôi keo rồi để nó ráo mủ liền sẹo rồi. Bây giờ tôi tiến hành tôi dâm để chia sẻ với các bạn các cháu. Giá thể dâm gồm cho một phần sơ dừa, một phần tro trấu đã qua xử lý chất chát với chất mặn rồi đó. Giờ tôi rồi tôi trộn lại dâm chia sẻ các bạn xem nha. Cái này nó có chút ít lộn vô chút ít vỏ trấu không sao các bạn. Cái này trộn lại dâm thì mình có cái miếng mũ tròn ở 7-8 phân lót dưới giữa chậu nè, mình để cái chứ đã xử lý rồi nè, mình bỏ giá thể vô mình dâm khoảng 3 tháng sau nó ra rễ, mình thăm chừng nó ra rễ mình sắp nó lại đưa qua chậu khác, chậu mình đã chọn sắp nó rồi, để trộn giá thể một sơ dừa một gạo tấu một gạo tấu một gạo tấu dâm lúc đầu tưới nước hơi dịu chút, thời gian sau này chỉ xịt giữ ẩm thôi, thịt nhiều quá nó thúi gốc không có ra rễ. Giá thể dâm thì một sơ dừa một tro trấu trộn đều lại dâm để trong mát có ánh sáng nha các bạn. Trộn đều thì nó tốt. Đó giờ nó cũng đều rồi, giờ mình hút vô chậu. Hút vô chậu các bạn. Hút 2/3 chậu. Đè cho nó hơi xuống.
rồi mình để miếng mũ đen mũ tròn như này để lên, để lên. Miếng gì cũng được các bạn, được chứ? Miếng lót miếng gì cũng được. Nói như vậy rồi mình để củ thứ đã cắt lúc trước rồi đó, để lên. Rồi bỏ giá thể lên, đợi 3 tháng sau nó ra rễ xung quanh cái này nè, nó ra rễ xung quanh, cái nào cũng ra rễ xung quanh hết, nó giống nhau, mình xử lý rễ sắp rễ rồi cho nó đều đều lại, nó giống nhau, nó đẹp, nó hay hay là lạ chút, đó, rồi mình bỏ vô vậy. Để dưới bóng râm nào đó có ánh sáng. Tưới nước ít nha các bạn. Thấy nó ráo, giá thể nó ráo, thịt xương xương thôi. Nhiều quá nó úng, cái này cũng vậy, lấy giá thể để lên. Phủ lên một lớp dừa dừa thôi. Nữa nó ra rễ vòng vòng đây nè, vòng vòng dưới này nè. Nó giữ ẩm cho nó đó, ra rễ. Càng ngày bộ rễ nó càng lớn lên, nó có bộ đế đẹp, lạ. Mà đồng loạt nó giống giống nhau, nó cũng hay hay. Rồi vậy là xong các bạn, cháu giờ mình tưới nước nữa, tưới nước thôi thôi, rồi để trong bóng râm, bóng mát, có ánh nắng, có ánh sáng, thời gian khoảng 3 tháng sau ra rễ, rồi mình nhổ lên mình trồng vô cái chậu nào đẹp đẹp mình dưới đó, mình chọn á. Có bộ rễ đẹp và đồng loạt, thịt vô thân đó các bạn, của thịt vô giá thể đựng thịt vô thân các bạn, hạn chế thịt vô thân. Thịt vô giá thể vòng vòng vậy đó, thịt thân ít thôi, sau này nó ra rễ rồi mình thịt vô thân xương thôi,
nhiều quá nó úng. Đem đi để chỗ bóng râm, chỗ ánh sáng. Video dâm chứ để làm có bộ đế giống nhau đến đây là kết thúc nha các bạn, các cháu. Cảm ơn các bạn, các cháu xem video này nha. Xin chào, hẹn gặp lại.